Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với channel Girl Secret. Ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi lại nơi đây và review cho các bạn thêm một sản phẩm mới. Đó chính là Foreo Luna 2. Nói sơ lược về chiếc máy này á, thì chiếc máy này đến từ một cái công ty của Thụy Điển nhưng được sản xuất hoàn toàn 100% tại Trung Quốc. Và Foreo là một trong những công ty tiên phong trong việc sản xuất máy rửa mặt đầu tiên trên toàn thế giới. Tiếp theo đó chính là công nghệ độc quyền T-Sonic của máy Foreo này là hoàn toàn tuyệt đối, có nghĩa là bạn không thể tìm được cái máy của cái hãng thứ hai cũng áp dụng công nghệ T-Sonic này. Và đâu đó các bạn có thể tìm được một cái sản phẩm có hình dáng y hệt như Foreo này và nó cũng sử dụng cái T-Sonic, thì đó chắc chắn 100% đó là một sản phẩm giả và các bạn nên cân nhắc trước khi mua nha. Điều tiếp theo đó chính là Foreo hiện nay có 4 màu, đó là màu tím dành cho da nhạy cảm, màu hồng dành cho da thường, màu xanh ngọc dành cho da dầu và màu xanh dương dành cho da hỗn hợp. Và với cái máy này thì bạn có thể sử dụng 12 mức độ khác nhau. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là nếu như bạn là một người có một làn da dầu và bạn đang trong tình trạng nổi mụn rất là dữ dội, vậy thì bạn nên sử dụng cái màu nào đây? Thì câu trả lời cho cái câu hỏi này đó chính là bạn nên sử dụng cái máy màu tím này kèm theo cái mức độ cao nhất. Nó thì điều này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề da nhạy cảm của các bạn, cũng đồng thời thì nó sẽ được giải quyết được cái vấn đề bã nhờn dư thừa của cái da các bạn nữa. Tiếp theo đó chính là về giá. Hiện nay thì Foreo đã điều chỉnh giá của cái máy Luna 2 này từ 199 euro hoặc là đô la đến 169 đô la, tương đương với lại 4 triệu đồng. Nó thêm một tin vui nữa cho các bạn, đó chính là cái công ty này đó, cái sản phẩm này á, thường hay có giảm giá, nên là các bạn có thể đợi một cái đặc dịp đặc biệt nào đó thì họ cũng sẽ có giảm giá như là 10, 15 hoặc là đến 30% nữa. Điều tiếp theo làm nên sự khác biệt của cái máy Luna 2 này với những cái dòng khác đó chính là cái tính năng anti-aging, là một cái tính năng mà nó giảm lão hóa, và cụ thể đó chính là ngăn ngừa những cái vết nhăn. Các bạn nhớ nha, làm ngăn chặn sự hình thành của nếp nhăn chứ không hề có tác dụng làm mờ đi những cái vết nhăn của mình, nên là các bạn lưu ý và không nên kỳ vọng quá nhiều cho cái sản phẩm này với cái việc làm mờ vết nhăn của các bạn. Điều tiếp theo đó chính là cái pin của cái này sử dụng rất là lâu, một lần sạc đó các bạn có thể sử dụng 450 lần, và nếu như các bạn sử dụng 2 lần một ngày á thì các bạn có thể sử dụng lên đến 7,5 tháng. Điều tiếp theo đó chính là chiếc máy này được bao phủ bởi một lớp silicone cực kỳ mềm mịn, an toàn và có tính năng kháng khuẩn cực kỳ cao. Thế nên là các bạn không sợ nó sẽ dễ bị dơ hoặc là dễ bị bám bụi hoặc bám bẩn. Điều này thì các bạn có thể yên tâm. Điều tiếp theo nữa đó chính là khả năng chống nước tuyệt đối. Nghe thấy chữ tuyệt đối này rồi thì các bạn không cần phải băn khoăn là các bạn đem vô phòng tắm có được không, hoặc là chống nước có được không. Hoàn toàn tuyệt đối. Điểm khác biệt giữa những cái máy Foreo và những cái máy Dupe là những cái máy mà hàng Dupe, ok, thì cái lỗ này á, người ta không cần phải lấy cái gì để chặn nó vô hết. Các bạn có thể xả nước trực tiếp mà không hề lo sợ cái máy của mình nó sẽ bị hư ha. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi đến cái phần gọi là những cái hiệu quả thực tế mà máy Foreo này mang lại cho làn da của mình ha. Điều đầu tiên đó chính là cái công dụng to lớn nhất khiến cái máy Foreo này nổi tiếng đến như vậy, đó chính là khả năng làm sạch sâu. Nếu như các bạn đã từng suy nghĩ rằng bàn tay của mình làm nên tất cả, kể cả cái việc rửa mặt sạch sâu đó, thì theo bản thân mình từ những trải nghiệm, những cái cuộc chăm sóc da và những cái cuộc tìm hiểu, nghiên cứu và tập luyện rất nhiều để có một làn da sạch, thì bàn tay của mình á, mình không thể nào rửa sạch hết những cái bụi bẩn, những cái giống như là kem chống nắng, trang điểm hoặc là thậm chí là những cái dầu thừa trên mặt của mình á. Đó chính là cái lý do khiến cho các bạn có một làn da khá là sần sùi.
riêng cái làn da của mình á thì mình chăm sóc rất là kỹ, thế nhưng mà mình không thể tránh khỏi được cái tình trạng gọi là mụn ẩn bên hai cái má và mụn đầu đen, cũng giống như là những cái mụn li ti trên trán và đặc biệt là những cái mụn hay ở dưới cằm. Đây là những cái điều mà mình cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì mình rất là may mắn, có thật ra là nói không phải là may mắn nữa mà do là mình giữ da của mình nó rất là kỹ, thế nhưng mà mình không thể nào triệt để những cái vùng này đó. Thế nên khi mà mình tìm được cái máy này á, thì mình đã quyết định thử. Và cái sự đầu tư này á, mình cảm thấy nó thật sự là xứng đáng. Mặc dù á, các bạn bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn cho cái thời gian chi trả đầu tiên á, nhưng mà cái sản phẩm này các bạn sử dụng cực kỳ bền, có thể là lên đến 10 năm hoặc là hơn thế nữa. Ok, vậy thì cái điều công dụng tiếp theo đó chính là cái công dụng mà các bạn có thể thấy tức thời sau cái lần thời gian sử dụng đầu tiên, đó chính là da của các bạn á sẽ mềm hơn, mịn hơn và sáng hơn. Đây là kết quả tức thời các bạn có thể nhìn thấy sau lần sử dụng đầu tiên, mình xin nhắc lại, bởi vì cái máy Foreo này có khả năng làm tẩy đi tế bào chết của các bạn một cách rất là nhẹ nhàng, mà các bạn không cần phải sử dụng những cái scrub. Nó sẽ làm đối với mình thì sử dụng những cái scrub nó rất là hiệu quả, nhưng mà mình cảm thấy nó hơi bị rát so với da của mình, thì cái máy này có thể thay thế chức năng đó. Nhưng mình xin được nhắc lại, đó chính là mình vẫn cần phải tẩy tế bào chết. Thường thì 2 tháng mình sẽ làm lại một lần, nhưng mà các bạn ơi, lúc trước á cứ 1 tuần á thì mình sẽ phải làm 2 lần, nhưng mà bây giờ thì 2 tháng thì mình mới chỉ cần làm có 1 lần thôi. Ok, vậy thì bây giờ quay lại cái vấn đề gọi là đây là cái máy có khả năng có chức năng anti-aging, là ngăn chặn nếp nhăn. Nó vậy thì cái này nó có hiệu quả không? Riêng mình á thì mình luôn luôn sử dụng cái chức năng này sau những cái lần mà mỗi lần mà mình sử dụng rửa mặt đó, thì theo bản thân mình á thì mình có một cái cảm nhận là mình không thấy cái gì nó kiểu như là mình không thấy cái gì kết quả nó hiện ra. Nói chung là mình không thấy kết quả. Bởi vì sao? Thì theo mình suy nghĩ như thế này, cái việc ngăn ngừa nếp nhăn đó chính là cái việc mà các bạn chưa có nếp nhăn nó, và nó sẽ ngăn ngừa hình thành vết nhăn mới. Đó là cái da của các bạn nó không thể thay đổi theo một cái hướng tiêu cực, nên là cái việc chứng minh của cái việc mà cái anti aging này cái này nó có hiệu quả hay không, đó là thời gian nó phải tính theo 5 tháng. Ví dụ như là tự nhiên mình về Việt Nam chẳng hạn, và mình gặp những đứa bạn và da của mình nó căng hơn, nó ít nếp nhăn hơn, thì lúc đó thì mình mới có thể nói rằng cái máy này nó có công dụng là anti-aging. Nhưng các bạn hãy nhớ và lưu ý rằng nó không có khả năng làm mờ các vết nhăn của các bạn, nên là các bạn không nên kỳ vọng nó quá nhiều về cái chức năng đó. Ok, bởi vì nó có một cái chức năng là tẩy tế bào chết nè và làm sạch sâu cho da á, thế nên là nó cũng sẽ giúp cho những cái bước tiếp theo, skin care tiếp theo của các bạn nó trở nên smooth hơn và hiệu quả hơn. Và đây nó rất là hiệu quả, giống như là các bạn tưởng tượng các bạn có một cái lớp mặt nạ, và dù các bạn có bôi bao nhiêu kem dưỡng, serum đắt tiền đi chăng nữa, nhưng mà cái lớp tế bào chết hoặc là những cái bụi bẩn nó vẫn còn trên lỗ chân lông á, thì vô tình cái lớp skin care đó nó lại là một cái dung dịch perfect để cho những cái vi khuẩn nó xâm chiếm và nó lại sinh sôi nảy nở ở trong cái chân lông của các bạn, đúng không? Ok, bây giờ mình đã đi sơ qua về thông tin cơ bản cũng như là những cái hiệu quả của Foreo mang lại, thì bây giờ cái phần cuối cùng mình sẽ nói về cái phần nhược điểm của cái chiếc máy này. Cái nhược điểm đầu tiên mà mình muốn nhắc đến, thật ra cái nhược điểm này thì mình không chắc chắn là những cái bạn khác sẽ có cái trải nghiệm giống như mình, thế nhưng mà bởi vì mình chưa có nhìn thấy anh chị beauty vlogger nào ở nước ngoài cũng như trong nước nói về cái nhược điểm này, thế nhưng đối với mình và bạn trai mình á, với những cái người mà mình quen biết sử dụng á, thì họ nói rằng, và mình cũng nói rằng, ok, bạn có thể thấy nè, cái bề mặt của chiếc máy Foreo này á, nó hơi hơi bự và nó hơi phẳng, nó chỉ có hơi hơi lồi lồi một xíu thôi, đúng không? Thì khi mà các bạn sử dụng cho những cái phần khóe đó thì nó rất là khó để tiếp cận. Mình ví dụ nha, nếu như các bạn để lên bề mặt mũi á,
thì nó có thể diện tích tiếp xúc của nó rất là cao, hoặc là để trên cái phần này thì nó rất là cao. Thế nhưng mà cái vùng này nè các bạn, đây, cái vùng này á, thì nó cực kỳ khó để tiếp cận. Giống như là khi mà mình đặt cái máy lên á, thì cái máy là một cái mặt phẳng khác nhau, cái mũi, cái cánh mũi và cái da của mình á, nó giống là tạo ra hình cái hình tam giác vậy đó. À, nó rất là khó để tiếp cận. Thế nên là các bạn phải cực kỳ thao tác, bạn phải trải nghiệm. Có thể là bạn phải trải nghiệm khá là nhiều lần á, thì mới có thể có cách để mà đưa cái máy này di chuyển vào cái vùng này. Ok, và cái đặc điểm thứ hai á, đó là mình nói về cái anti-aging mode. Điều đầu tiên đó chính là cái da của mình á, nó rất là mỏng. Và cái phần trán này của mình á, mình cảm thấy là nó không hề có một miếng thịt ở đây luôn. Nên là mình cảm nhận như là xương và da, một lớp da bên ngoài. Thế nên là khi mà mình đặt chiếc máy này lên cái trán á, thì mình cảm giác như là cái máy này nó làm cho da của mình nó khá là khó chịu. Bởi vì giống như bạn tưởng tượng giống như là một cái bàn và mình để cái máy này lên và nó rung á, thì cái cảm giác của mình y chang như vậy. Nên là thường á, khi mà mình sử dụng cái máy này thì mình sẽ tránh cái vùng trán. Mặc dù cái vùng trán là cái vùng biểu cảm khá là nhiều của mình, giống như là, nhưng mà mình sẽ thường thì mình sẽ skip cái phần trán này. Tiếp theo đó là như mình nói, anti-aging, cái quá trình này để có hiệu quả thì bạn phải sử dụng trên 1 năm, 2 năm hoặc là thậm chí đến 5 năm và 10 năm thì các bạn mới có thể thấy hiệu quả của nó. Nên là nếu như bạn nào kỳ vọng khá nhiều, có thể thì nó sẽ làm cho bạn thất vọng một chút. Điều tiếp theo đó chính là cái điều mà mình cảm thấy khi mà mình mua về đó, mình cứ đinh nghĩ rằng cái máy này á, thì nó sử dụng khá là dễ. Nhưng mà thật ra á, với những cái sự hướng dẫn của cái tờ hướng dẫn của hãng và mình ráng coi lên YouTube á, thì mình cảm thấy cái máy này cực kỳ làm cho mình cảm thấy khá là khó hiểu. Và thậm chí là cái lần đầu tiên và thứ hai á, mình cảm giác như là mình không thể sử dụng cái máy này luôn. Chắc chắn là bạn có thể bấm nút khởi động, rồi bấm sau đó thì nó sẽ, sau đó là bạn nhận, nói chung là nó, mình cảm thấy rất là khó hiểu. Thế nên mình đã quyết định làm một cái video clip hướng dẫn các bạn cách sử dụng, gọi là cặn kẽ, chi tiết nhất. Và mình đã chủ động nhắn tin trao đổi với lại nhân viên của hãng Forio này để nói chuyện và tìm hiểu ra tất cả những cái băn khoăn bỡ ngỡ của mình, nên là mình cũng có thể giải đáp cho các bạn cho cái video sắp tới về cái hướng dẫn sử dụng cái máy này ha. Đó, thì đó là một cái điều mà mình cảm thấy khá là thất vọng, bởi vì công ty Forio là một cái công ty khá là lớn và lâu đời, những cái sản phẩm của họ cũng khá là mắc. Thế nên là mình hy vọng, mình mong muốn đến một cái sản phẩm nào đó người ta có một cái sự hướng dẫn cặn kẽ hơn cho người dùng. Thế nhưng mà họ không làm được điều đó. Mình cảm thấy hơi thất vọng một xíu thôi. Nhưng nếu có một người hỏi rằng bạn có 4 triệu và bạn có nên mua cái chiếc máy này hay không, thì câu trả lời của mình đó chính là hoàn toàn có. Bởi vì kể từ khi mình sử dụng chiếc máy này á, thì da của mình á, nó bắt đầu trở nên bước sang một cái trang mới. Nó bóng hơn, sáng hơn và đỡ khô hơn á, mỗi lần mà. Trước đây á, thì mỗi lần mà mình sử dụng kem dưỡng ẩm và tất cả các bước đều rất là đều đặn. Nhưng mà cái da của mình nó lâu lâu thì nó hay bị chắc bởi vì nó khá khô. Rồi mình có những cái mụn li ti như mình đã nói đó. Thì cái máy này á, nó giúp mình rất là lớn. Và mình nghĩ là những cái bạn nào mà hay gặp phải vấn đề giống như là mụn ẩn, rồi có mụn, và những bạn da dầu á, thì bạn càng nên mua cái máy này. Bởi vì mình tin rằng cái máy này nó sử dụng một cái công nghệ rất là cao. Thế nên là mặc dù á, sau thời gian mình sử dụng rồi á, thì mình cảm thấy rất là sạch, nhưng mà da của mình á, nó không hề bị mẫn cảm hoặc là bị yếu đi. Mặc dù là mình cũng sử dụng cái mức cao nhất trong cái những cái level này luôn. Ok, vậy thì video này á, đến đây thì cũng khá là dài rồi. Và mình hy vọng rằng những cái thông tin mà mình đưa đến cho các bạn là những cái có thể giúp ích cho các bạn một số vấn đề gì đó, giống như là giải đáp những cái thắc mắc của bạn về Forio, hoặc là những cái thông tin mà bạn cần biết. Ok,
Và mình sẽ các bạn đừng quên rằng mình sẽ làm một cái video clip nói về làm thế nào để sử dụng máy Furio Luna 2 này. Thế nên là mong là sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những cái video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.